Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin lo vỡ động mạch, Nguyễn Phú Trọng ngừng đi Mỹ, bỏ lại Biển Đông, Tổng Bí thư mải đốt lò. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những thông tin về loan truyền liên tục về việc dự đoán rằng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Mỹ vào tháng 10 này. Nhưng dường như điều đó khó thực hiện được khi sức khỏe của ông Tổng Bí thư hiện nay rất xấu và rất kém. Và ngoài ra tại Việt Nam đang có sự căng thẳng rất lớn và đối đầu ngoài Biển Đông và khu vực bãi tư chính giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc. Nhưng hiện nay Việt Nam chưa có biện pháp để ngăn cản điều này. Đây là một điều rất nghiêm trọng xảy ra hiện nay. Và truyền thông quốc tế hôm nay đã loan tin này chính thức khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có lẽ sẽ không sang Mỹ vào năm nay vì sức khỏe quá yếu. Và trong nước thì chưa được thấy những thông tin như thế này. Thì chúng tôi xin chia sẻ ngay lập tức với các bạn để các bạn có thể biết. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 2 vừa qua. Có những dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ không thực hiện được chuyến công du Mỹ đầy mong đợi trong năm nay vì những lo ngại về sức khỏe. Theo các chuyên gia phân tích chính trường Việt Nam, và đây là bài báo được đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một trang báo chính thức của nước Mỹ, và điều đó cho chúng ta thấy rằng những thông tin này là khá chính xác. Và tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng cũng như chuyến đi này liệu sẽ bị trì hoãn đến bao giờ. Và trước đó thì vào tháng 2 năm 2019, khi ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ để thăm nước Mỹ. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy chia sẻ trên một số trang báo đã đăng: Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tại hội đàm trưa ngày 27 tháng 2 năm 2019 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã trân trọng gửi lời mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Mỹ trong năm nay để cùng tiếp tục trao đổi về những biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Đây là lời mời của ông Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump cũng cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ rất chu đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên mặc dù thời gian đã gấp rút, cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh này lần này tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng vì Việt Nam là một minh chứng tốt về những thành tựu có thể đạt được nếu có tư duy đúng. Đây là ông ấy nói, cũng như mà cái lời nói của ông Tổng thống Mỹ quả thật là rất thâm vì ông ta cho rằng là lần này là có tư duy đúng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển trên thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng tổng giá trị 21 tỷ đô la. Và tất nhiên là số tiền 21 tỷ đô la này là số tiền mà Việt Nam đã đặt mua máy bay và những mặt hàng cấp chiến lược của Mỹ, chứ không phải Mỹ nhập của Việt Nam. Và điều đó chúng thấy rằng là cái quan hệ Việt Nam với Mỹ ngày càng phải rất quan trọng, và đặc biệt Mỹ cũng muốn nâng tầm quan hệ đối tác của Việt Nam lên nữa. Nhưng dường như ở Hà Nội hiện nay, và đặc biệt ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có sự lưỡng lự. Và nếu không thể sang Mỹ khi đã nhận lời mời của Tổng thống Donald Trump và báo chí trong nước cũng đã đăng rất rõ như vậy rồi, thì điều đó có thể thể hiện việc người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thực hiện được trách nhiệm điều hành đất nước. Điều này đã được xác nhận vào hôm 15 tháng 10 năm 2019 vừa qua do chính ông đã tiết lộ tại Hà Nội trong cuộc gặp các cử tri. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy, hình ảnh rất già nua của ông Nguyễn Phú Trọng. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: "Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn tình cảm thân thiết của các cử tri." Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và ông nói thêm: "Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe." Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước thẳng thắn nhận khuyết điểm vì lần tiếp xúc cử tri vào kỳ họp 7 vào tháng 5 do bị ốm nên ông không tham dự. Nên lần này ông cố gắng đến hội nghị để tiếp xúc cử tri. Tức là ông đã rất cố gắng. Và nếu chúng ta để gần lại hình ảnh mà các bạn có thể xem ở trong cái đoạn video này, thì thấy rất rõ là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất già, rất mệt mỏi, và một cái người trên 75 tuổi và năm nay sẽ bước sang 76 thì sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục có những cái công việc mà nhiều ở cấp độ cao như là những người làm lãnh đạo. Và sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã yếu đi rất nhanh và rất nhiều, và được cho rằng đã bị đột quỵ sau cái đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 mà tờ Thời báo của chúng tôi cũng đã đăng và một số báo quốc tế đã đăng. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem lại. Đây là chiếc máy bay chuyên cơ để chở ông Nguyễn Phú Trọng tại Sài Gòn. Đây là máy bay cỡ nhỏ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tức là đã bay từ Kiên Giang về
và về thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019 cùng ngày. Sau đó xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy, khoa hồi sức cấp cứu. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rõ, và những cái đoàn xe tùy tùng và có cái xe cấp cứu đứng trước thì các bạn thấy rất rõ, đấy là xe của nguyên thủ quốc gia hàng đầu của Việt Nam, đấy là Nguyễn Phú Trọng. Và điều đó sẽ nói lên rằng là sức khỏe của ông từ sau đợt đó đi là rất yếu. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cũng đã xác nhận là ông Nguyễn Phú Trọng đã bị ốm trong lần họp báo ở Hà Nội vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Đây là một cái chuỗi, chúng ta sâu chuỗi lại sẽ thấy là ông Nguyễn Phú Trọng không khỏe nhưng sẽ sớm trở lại làm việc. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xác nhận, tức là hôm thời gian đó đã Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không khỏe nhưng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Trong một cử chỉ dường như muốn chứng tỏ chính phủ Việt Nam cởi mở và minh bạch, Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 25 tháng 4 đã trả lời một câu hỏi về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo báo chí Việt Nam, hãng tin AFP hỏi, một số nguồn tin cho biết Tổng Bí thư bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang vừa qua, tình trạng hiện nay và đang được điều trị ở đâu? Người phát ngôn của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng trả lời, cường độ làm việc cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ sớm trở lại làm việc bình thường, bà Hằng nói. Cùng thời gian, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được báo chỉ trích lời như sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đi vào thăm cơ sở tôm đông lạnh rồi đi ra nắng, rồi cường độ làm việc nữa. Bác bay vào Cần Thơ một chút xíu lại bay về Kiên Giang, tiếp tục đi hơn 80 km để làm việc nên sức khỏe đã bị ảnh hưởng, theo tờ Vietnamnet đã đăng tải. Và đây là cái điều mà những cái người cao tuổi thì thường sẽ, với cường độ lao động như vậy thì đương nhiên sẽ hay bị ốm và rất khó trong việc điều hành đất nước. Và sau khi hồi tỉnh với 4 tuần biệt tăm trên chính trường, ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện với hình dáng đều tiều tụy, ngồi trên một chiếc ghế được chằng dây định thân và đeo đồng hồ theo dõi nhịp tim mà chúng tôi đã đăng trước đó. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, trong một số trang truyền thông quốc tế vẫn lưu. Và đằng sau là các bạn thấy cái dây đã chằng để ông không đổ xuống, và tất nhiên ông đeo đồng hồ để đo nhịp tim. Và dư luận nói gì về sự tái xuất hiện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Hôm 14 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chính thức xuất hiện trở lại kể từ khi có thông tin ông nhập viện vào hôm 14 tháng 4 khi đang công tác tại Kiên Giang. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp với một số lãnh đạo cấp cao của Đảng hôm 14 tháng 5 đã được truyền thông rộng rãi lan tải. Đây là hình ảnh của ông thời gian đó. Và kể từ đó, thỉnh thoảng chúng ta mới thấy xuất hiện rất ngắn những hình ảnh của ông trước ống kính truyền hình với vẻ rất mệt mỏi, già nua lộ rõ. Dường như thường là ông ở tư thế đã được ngồi sẵn rồi và rất hiếm khi ông đi lại. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trong thời gian mới nhất là ngày hôm qua, ngày 15 tháng 10, 2019 khi ông tiếp xúc với cử tri. Là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp cử tri hôm 15 tháng 10 năm 2019 hôm qua tại Hà Nội. Và nếu để gần lại thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái sự già và sức khỏe của ông có vẻ rất mệt mỏi. Và cũng như đã thấy là rất nhiều những cái lịch hẹn của ông trước đó với những cuộc họp quan trọng đã không thể thực hiện được. Và tới đây, thời gian này chắc chắn rằng người dân Việt Nam, 90 triệu người dân Việt Nam sẽ thấp thỏm với sức khỏe của ông, vì không biết lúc nào ông có thể xuất hiện được và lúc nào ông không thể xuất hiện được nữa. Thì đây là cái điều rất đặc biệt của những thể chế độc đảng như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mới chỉ trông cậy và tôn thờ cá nhân như vậy. Và với cường độ làm việc rất lớn tại trụ sở Trung ương Đảng và tại Phủ Chủ tịch, tuổi thì ông thì thực ra quá già với trên 75 tuổi và bệnh tật thì đang ập đến, vì ông Nguyễn Phú Trọng đã có tiền sử về bệnh cao huyết áp rồi nên có lẽ ông không đủ sức khỏe để bay nửa vòng trái đất sang Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump. Và nếu chúng ta xem rõ đường bay từ Hà Nội đến Mỹ thì đều phải transit, tức là đều phải quá cảnh qua một nước nào đó. Thí dụ như có thể qua Đài Loan, có thể qua những cái nước khác thì mới bay tiếp được sang Washington. Thì với cái đường bay như thế này thì ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ không chịu nổi, vì khi máy bay lên và xuống thì áp suất nó tăng giảm và rất dễ những cái người mà bị đột quỵ lần một thì có thể bị đột quỵ lần hai ngay trên máy bay, thì điều đó rất nguy hiểm với ông. Và được biết chuyến bay mỗi chiều từ Hà Nội đi New York và hoặc là đi Washington sẽ kéo dài trên 25 tiếng, phải dừng ít nhất một chặng để tiếp xăng ở một sân bay, thì sẽ là một thách thức rất lớn với sức khỏe vốn chưa ổn định của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Và đây là điều mà các bạn có thể xem những cái thông tin tiếp theo, là đường bay đã được đăng chính thức ở một số trang báo quốc tế cũng như là trên một số hãng du lịch, thì các bạn sẽ thấy rất rõ là phải từ 24 đến 33 giờ bay
thì mới sang được Washington nếu tính từ Hà Nội. Và chúng tôi để sát đây thì các bạn có thể thấy là điểm transit thì có thể 1 điểm, thậm chí 2 điểm, thậm chí có chuyến bay ở 3 điểm transit, tức là trung chuyển. Thì với cái sức khỏe của ông và 33 tiếng hoặc là 29 tiếng hoặc 30 tiếng hoặc 24 giờ đồng hồ một chuyến bay, tức là một chiều bay, và ông phải bay 2 chiều như vậy, và cộng với cái quá trình làm việc thì có lẽ là quá sức với ông Nguyễn Phú Trọng, và cũng có thể ông sẽ bị đột quỵ lần thứ hai ngay trên máy bay, và điều đó sẽ rất tai hại khi một cuộc chuyến thăm chính thức nhưng mà lại không đến đích. Và mặt khác, ông Nguyễn Phú Trọng dù trên 75 tuổi nhưng vẫn kham một lúc hai chức vụ cao nhất của Đảng là Tổng Bí thư và của nhà nước là Chủ tịch nước. Nếu trên chuyến bay kéo dài 25 tiếng cho đến hơn 30 tiếng đó, nhỡ có mệnh hệ gì thì Việt Nam sẽ khuyết một lúc hai chức danh đứng đầu và có thể gây rối loạn thượng tầng tại Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy cũng rất quen biết với việc mà ông Trần Đại Quang đã ốm lâu và sau đó cũng đột ngột từ trần. Là Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần vì virus hiếm. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút hôm 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 theo loan báo chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Virus hiếm, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe của cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam rằng ông Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa bệnh. Theo ông Triệu, ông Quang mắc loại virus loại hiếm và độc hại. Giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị cùng củng cố sức khỏe cho Chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Ông Triệu được Việt Nam Express đưa tin vào ngày 21 tháng 9 trích lời cho biết. Ông Triệu cũng tiết lộ rằng từ tháng 7 năm 2017, Chủ tịch nước đã trải qua 6 lần điều trị tại Nhật Bản. Và đây các bạn cũng đã biết là những cái lãnh đạo này mà, của Việt Nam đi chữa bệnh thì người dân Việt Nam không biết. Chỉ biết là khi ông ta đột ngột biến mất một thời gian, sau đó lại xuất hiện rất nhanh, sau đó lại biến mất. Thì đấy là những cái điều mà chúng ta đã chứng kiến đối với những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và cũng phải kể đến mỗi chuyến bay đi công du nước ngoài, đặc biệt là dùng chuyên cơ, tức là Việt Nam thường không có chuyện máy bay riêng mà phải trưng dụng một chiếc máy bay cỡ lớn của Vietnam Airlines, có thể là Dreamliner, để bay từ Hà Nội quá cảnh qua một nước nào đó và sau đó đến Washington và bay về. Thì mỗi chuyến bay như vậy là rất tốn kém, và theo điều tra của chúng tôi thì mỗi giờ bay sẽ mất tới 30.000 euro, và nếu chúng ta nhân với vừa đi vừa về cỡ khoảng 50 tiếng đồng hồ thì sẽ tốn mất 1,5 triệu euro, tức là tương đương với 4 tỷ đồng Việt Nam. Và tất nhiên đây chỉ là chi phí để bay thôi, còn những cái chi phí khác cũng rất lớn như khách sạn và tất cả những chương trình khác, thì nó có tổng ước tính thì nó có thể lên tới 50 tỷ đồng Việt Nam cho một chuyến thăm như vậy. Và cái điều đó chúng ta có thể xác nhận qua cái thông tin được tiết lộ trên báo chí Đức về cái chuyến tạp chí Der Spiegel của Đức báo cáo rằng chuyến bay chuyên cơ của chính phủ Đức trong một giờ có giá từ 24.000 đến 35.000 euro. Tạp chí dựa trên các bài báo nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức đã tiết lộ. Và như vậy chiếc chuyên cơ của Việt Nam thì cũng tương tự như thế này. Thì tất nhiên là với chi phí là 24.000 đến 35.000 euro một giờ bay, thì đấy là điều hết sức hiển nhiên. Và chúng ta có thể so sánh những cái thông tin như vậy thì ở Việt Nam báo chí cũng như truyền thông của nhà nước hoàn toàn giấu giếm và người dân không hề được biết những cái chi phí của lãnh đạo đi như vậy. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người rất thực tế. Chuyến đi sang Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần đem theo những thỏa thuận rất quan trọng giữa hai nước thì mới đáng tới, và đặc biệt cần có thái độ rõ ràng với Trung Quốc. Mà điều này thì chúng ta đã chứng kiến trên 3 tháng vừa qua, ông không dám nhắc đến tên nhà cầm quyền Bắc Kinh khi họ đang xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính, mà ông chỉ nói rất chung chung. Và ngoài ra, ông cũng vừa tiết lộ vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 vừa qua một cái thái độ mà chúng ta qua đó có thể đánh giá rằng ông hết sức dè dặt với Trung Quốc. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trong bài báo trong nước đã ghi về Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cử tri các quận Ba Đình, Hồ Tây, Hoàn Kiếm hôm qua ngày 15 tháng 10 năm 2019. Và ông cũng đã có nói trong phát biểu ở đây là rằng xảy ra chiến tranh liệu chúng ta có thời gian để họp thế này không? Có thời gian lo chống tham nhũng hay không? Hay trong và ngoài nước lại câu kết với nhau để chống chúng ta? Thì như vậy là rõ ràng là ông Nguyễn Phú Trọng ông rất lo cho cái việc chống tham nhũng của ông hơn là lo cho cái chủ quyền của tổ quốc của đất nước. Và ông chỉ mong muốn rằng là được yên để ông có thể có thời gian ông chống tham nhũng và để họp mà thôi. Điều này thì cũng
những cử tri hoặc đặc biệt là người dân trong nước nên có những cái nhìn nhận một cách chính xác với người Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của mình để có cái đánh giá đúng đắn, và đặc biệt có thể có những cái bình luận để cho mọi người có thể chia sẻ cái điều này rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy. Và ngoài ra chúng ta cũng đã biết trong thời gian vừa qua Trung Quốc liên tục đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là trong khu vực bãi Tư Chính trong 3 tháng nay. Và ngay ngày hôm nay chúng tôi xin cung cấp một thông tin mới nhất đến các bạn để các bạn có thể biết về hải trình của chiếc tàu này, là do hình ảnh hải trình tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc hôm 15 tháng 10 năm 2019 do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chia sẻ. Tàu Hải Dương 8 vừa hoàn tất đường khảo sát thứ 15 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 16 thuộc khu vực khảo sát 4. Tức là đây là lần thứ 4 tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và để khảo sát liên tục trong 3 tháng qua. Sáng hôm nay, tức là ngày 16 tháng 10 năm 2019, lúc 6 giờ 16 phút giờ Việt Nam, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 15 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 16 nằm trong khu vực đợt khảo sát thứ 4. Đường khảo sát 16 nằm ở khoảng 2 vĩ tuyến N13,5 và N14 ở vị trí ngang với thị xã Sông Cầu, Quy Nhơn. Đường khảo sát thứ 15 dài bằng đường khảo sát thứ 14. Đường khảo sát mới thứ 16 này dự kiến cũng sẽ dài bằng đường 15 và dài khoảng 90,2 hải lý, tức là 167 km mỗi đường. Có thể Hải Dương 8 sẽ hoàn tất việc khảo sát phân luồng vùng B thuộc vùng khảo sát 4 trong vòng 2 đến 3 ngày tới. Đây theo dự đoán của ông. Và nếu để sát lại thì các bạn thấy rất rõ rằng hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 này rất thẳng và rất đều đặn. Và qua cái phát biểu của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta đã thấy rất rõ ràng ông muốn để được yên, để chống tham nhũng cũng như là để họp. Và cái điều đó thì Trung Quốc hết sức mong muốn và có lẽ rất hoan nghênh ông Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy mà chúng ta đã không thấy chứng kiến được cái việc những cái tàu hải cảnh của Trung Quốc bị tàu cảnh sát biển Việt Nam xua đuổi hoặc tàu hải quân của Việt Nam ra làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước, cũng không thể làm gì được khi ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy. Thì họ chỉ có thể đứng trong bờ nhìn ra mà thôi, để mặc Trung Quốc tung hoành và hoành hành ngoài biển trên quê hương của Việt Nam. Và với một người quá già trên 75 tuổi lại ốm yếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì của Việt Nam hiện nay, nếu không đủ sức để đi Mỹ thì đây là điều hết sức thiệt thòi cho đất nước, vì hạn chế giao tiếp quốc tế đối với Việt Nam sẽ dần dần bị không có những quan hệ với các nước khác. Đó là cái bất lợi cho Việt Nam, đặc biệt trong tình hình Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong thời gian qua và đặc biệt thời gian tới. Đương nhiên ông ở lại Hà Nội vẫn tiếp tục công việc đốt lò, và tất nhiên ông đốt chính những người đồng chí của ông được sinh ra không ngừng trong thể chế đầy tham nhũng và độc tài của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, nơi ông đang tiếp tục xây dựng hình thức đó, thì cũng là một thú tiêu khiển mị dân mà ông sẽ chẳng bao giờ nhận được kết quả cuối cùng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn được trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất với những thông tin trung thực nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.